Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay thì tiếp tục mình lại chia sẻ với các anh chị và các bạn một cái clip có chủ đề về làm sao để có một cành đào rực rỡ trong gia đình nhà mình như như cành đào mà các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Vâng, như các bạn đã theo dõi kênh thì các bạn đã biết rồi, trong thời gian vừa qua thì mình đã chia sẻ với các bạn khá nhiều các cái kinh nghiệm của mình trong quá trình chọn những cành đào ngày Tết. Vâng, và hôm nay thì mình chia sẻ với các bạn một cái cành đào mà nếu các bạn theo dõi kênh của mình thì các bạn đã nhìn thấy từ khi bắt đầu mình mua về cho đến khi nó rực rỡ như thế này. Vâng, để được một cành đào rực rỡ như thế này thì chúng ta đòi hỏi phải có kỹ thuật để mua được cái cành đào đó, làm sao nó có nhiều lụ, nhiều hoa như thế này thì chúng ta phải có kinh nghiệm. Và trong cái khuôn khổ video ngày hôm nay thì mình tiếp tục chia sẻ để những anh em nào mà chưa biết thì các anh em có thể tham khảo để các anh em sẽ tìm được một cái cành đào cho gia đình nhà mình là đầy lộc và đầy hoa như cành đào của anh chị và các bạn đang nhìn thấy trên màn hình các anh chị nhé. Vâng, để mà chọn được một cành đào mà nó nở được rực rỡ và nhiều hoa như thế này thì các anh chị phải chọn có 3 yếu tố chính. Đó là các anh chị phải chọn cành có nhiều lụ, và lụ đó thì nó phải phân bổ theo 3 bước, gồm có hoa này, và lụ to này, lụ nhỡ này và lụ nho. Như vậy thì chúng ta mới có một cái cành đào chơi được bền lâu và nó nở được hoa nhiều như thế này. Thế thì để nở được hoa như thế thì chúng ta phải chọn như thế nào? Một yếu tố như thế nào để cho một cái cành đào của chúng ta nó coi như là nở được rực rỡ và nó có coi như là nhiều hoa, nhiều lụ, nhiều lộc như cái cành đào mà các bạn đang nhìn thấy trên màn hình thì mình sẽ chia sẻ ngay đây. Và nếu như các anh chị và các bạn nào mà ghé thăm kênh, chưa đăng ký kênh, lần đầu tiên ghé thăm kênh thì các anh chị hãy ủng hộ kênh bằng cách là các anh chị hãy nhấn nút đăng ký kênh và nút chuông để mỗi khi kênh chia sẻ những clip mới thì các anh chị và các bạn luôn luôn là những người đầu tiên nhận được clip của kênh chia sẻ các anh chị nhé. Vâng, và chủ đề chính để cho các anh chị biết này, để chọn một cái cành đào đẹp và chúng ta có lụ có hoa liên tục trong thời gian là chúng ta cắm ở trong gia đình nhà mình thì nó phải có các cái yếu tố như sau. Thứ nhất là chúng ta cành đào phải có lộc, thứ hai là phải có lụ, thứ ba là phải có hoa, đúng không? Thế thì tại sao lại có lụ có hoa và làm như thế nào để nó bền được? Thì các anh chị chọn một cái cành đào nhá, các cái yếu tố như này. Các anh chị nhìn thấy đây, đây là một cái lụ này. Đấy, cái lụ các anh chị đi ra chợ các anh chị mua nhá, muốn chơi bền lâu nhá. Thì các anh chị chọn một cành đào này, nó phải có một cái lụ to này. Đấy, tức là cái lụ to nó đang hé nè. Các anh chị nhìn thấy chưa? Thứ hai là các anh chị phải có một cái lụ nhỡ này, đúng không? Đấy. Và cái thứ ba là có một lụ con này. Thì cái nguyên lý là của cái cành đào của chúng ta nhá. Nếu cái hoa này nó nở ra này, đấy, nó nở ra thì cái lụ đấy nó nở ra nhá. Thì cái cành cái lụ to này bắt đầu nó cũng lại hé nở ra. Đấy, và khi cái lụ này tàn thì cái lụ này nở, và khi cái lụ này coi như là nở ra thì cái lụ này bắt đầu lại hé nở nhá. Thì nó cứ như vậy luân phiên nhau thì trong cái cành đào của chúng ta nó sẽ có một cái màu sắc và rực rỡ liên tục. Thế để một cái cành đào đẹp vào trong gia đình nhà mình thì nó phải có lộc này, có hoa này, có lụ này, và lụ to, lụ nhỏ, lụ nhỡ như mình đã chia sẻ ở phần đầu. Và làm như thế nào để cho cành đào của chúng ta rực rỡ suốt trong thời kỳ chúng ta cắm thì điều quyên quyết và yếu tố quan trọng đó là các anh chị đừng để cành đào khô, và các anh chị phải để cành đào luôn luôn có nước trong cái bình cắm của cành đào nhá. Như vậy thì cái cành đào của chúng ta nó sẽ luôn luôn nở tươi. Đấy. Và để được cái cành đào mà chơi được bền lâu thì các anh chị phải để ở những cái khu vực mà không có nhiệt độ cao. Có rất rất nhiều các anh chị không biết cách và các anh chị để cành đào ở ngay cái chỗ bóng đèn, mà cái bóng đèn của các anh chị thì nó lại bóng đèn là cực sáng, cực nóng. Do vậy thì khi mà chúng ta cho vào nhà thì cái ánh đèn đó nó làm ấm, và ấm lên thì cái cành đào của chúng ta nở nhanh. Do vậy thì các anh chị và các bạn để ở những cái nơi mà cành đào nó ít bị ảnh hưởng đến yếu tố ánh sáng trực tiếp làm ảnh hưởng nóng đến cái cành đào của chúng ta. Thì đó là những cái yếu tố mà chúng ta cần biết để chúng ta thì có một cái cành đào rực rỡ như các anh chị và các bạn như đang nhìn thấy trên màn hình. Và làm sao để các anh chị và các bạn chơi được bền lâu nữa thì các anh chị phải có nhà cho nước. Đó là những cái yếu tố mà mình quan trọng nhá. Thì đấy, trước khi dừng video thì rất cảm ơn các anh chị và các bạn đã dành cái thời gian quý báu và đã ghé thăm kênh và xem đến thời gian này. Và hy vọng rằng những cái nội dung mà mình đã chia sẻ trong video đã giúp ích được cho các anh chị và các bạn, để các anh chị biết được một cái cành đào rực rỡ như thế này. Vâng, đây nhá, thì tóm lại chia sẻ với các anh chị là
trước khi dừng video này đấy, để các anh chị chia xem này. Khi mà các anh chị mua một cái cành đào chọn về nhà, các anh chị phải biết có những yếu tố này. Thứ nhất là nó phải có lộc đấy, như các anh chị nhìn thấy lộc này. Thứ hai là phải có hoa, đúng không ạ? Đấy. Thứ ba là phải có nụ đấy, nụ thì nụ to này đấy. Sau đó thì nó phải có những cái nụ nhỏ này đấy, các anh chị gì nhỏ này, nụ nhỡ này đấy, nhỡ là cái nụ mà nó đang hé hé ra đấy, cái nụ nhỏ là cái nụ đấy, còn nhỏ này là chưa lên hé ra. Thì khi mà chúng ta chơi thì chúng ta sẽ được bền lâu. Thì như các anh chị nhìn thấy đây nhá, cái cành này nó nở đây đấy, chỗ này điểm này nở này, thì cái cành này nó đang coi như có nụ to rồi. Thì sau khi mà khoảng 3 đến 4 ngày thì cái hoa đào này nó bị tàn này đấy, thì cái nụ này nó nở ra này, và cái nụ này nở ra thì tiếp tục cái nụ ở đằng sau này nó lại coi như là hé ra. Cứ như vậy thì nó luân phiên nhau, thì cành đào của chúng ta luôn luôn có một cái màu sắc rực rỡ đẹp như các anh chị đang nhìn thấy trên màn hình. Vâng, như vậy là các anh chị đã biết rồi, đúng không? Một cái cách chọn được một cái cành đào mà nó nở rực rỡ, nó đẹp như thế này thì nó không khó. Tuy nhiên các anh chị phải có một cái thời gian để các anh chị xem cái video, những cái kinh nghiệm mà những người đã coi như là thành công, để người ta chia sẻ. Từ đó thì các anh chị mới có những cái kinh nghiệm để các anh chị chọn được một cành đào. Vâng, các anh chị thấy rực rỡ không ạ? Đến đây thì chắc chắn anh chị nhiều và các bạn đã nhìn thấy một cành đào vô cùng rực rỡ rồi, đúng không ạ? Vô cùng đẹp rồi. Vâng, đấy, thì trong cái khuôn khổ video em đã chia sẻ rất nhiều những cái kiến thức và chi tiết để cho các anh chị các bạn biết rồi. Vâng, hy vọng rằng những cái nội dung này đã giúp ích được cho các anh chị. Vâng, nếu như các anh chị và các bạn là lần đầu tiên ghé thăm kênh thì đừng quên ủng hộ kênh bằng cách là các anh chị hãy nhấn nút đăng ký kênh và nút chuông, để mỗi khi kênh chia sẻ những clip mới thì các anh chị và các bạn luôn luôn là những người đầu tiên nhận được của kênh chia sẻ, các anh chị nhé. Trong những khuôn khổ video sau thì mình sẽ chia sẻ rất nhiều các kiến thức liên quan đến đào quất và ngày Tết. Vâng, các anh chị hãy đăng ký kênh các anh chị nhé, để được thưởng những cái video, nhận những cái video mỗi khi của kênh chia sẻ các anh chị nhé. Vâng đấy, các anh chị nhìn thấy chưa, những cái hoa rực rỡ chưa, đặc biệt này sẽ quay sát cho các anh chị và các bạn xem này. Đấy, những cái hoa này rực rỡ chưa, và cái lụ đấy, cái lụ này thì nó sẽ và ngày mai nó sẽ nở tung cho thôi, và nó nở lên những cái cánh đào và mang lại cho chúng ta màu sắc vào những đầu xuân năm mới thì tuyệt vời, đúng không? Còn chưa chờ gì nữa, các anh chị hãy nhấn nút đăng ký kênh đi để ủng hộ kênh, và các anh chị sẽ nhận được những cái video mới của kênh chia sẻ. Vâng đấy, cành đào này nhá, các anh chị nhìn thấy chưa, nó vừa có lộc này, vừa có hoa này. Đấy, vừa có hoa rực rỡ chưa, đấy, sắc đẹp tuyệt vời các chị ạ. Đấy, và nó lại còn có nụ nữa nhá, đấy các chị này. Đấy, và sau này 1-2 hôm nữa thì những cái nụ con này tiếp tục lở ra, và lở ra thì các anh chị lại nhìn thấy rực rỡ, và nó cứ xen kẽ nhau như vậy. Đây, một cái cành đào mà em chia sẻ cho các anh chị và các bạn xem nhé. Đây, cái cành này, cái hoa của nó nở này. Đấy, và nó có nụ hé ra này, và nụ con này, nụ nhỡ này. Đấy, và có những nụ con nữa này. Đấy, các anh chị thấy chưa? Một cái cành đào như vậy thì chúng ta sẽ có một cái đào rực rỡ trong suốt những ngày Tết của chúng ta. Vâng, những ngày Tết của chúng ta mà khi mà chúng ta nhìn thấy một cành đào như vậy thì chắc chắn là các chị thấy vô cùng ở một không gian phòng khách hay là một cái chỗ khu vực bếp ăn của anh chị và các bạn để được những cành đào như vậy thì có vào đã thấy nó rực rỡ rồi, vô cùng đẹp. Vâng, chúc anh chị và các bạn thành công, chúc anh chị thành công nhá. Nếu các anh chị thấy video hay bổ ích thì hãy chia sẻ cho bạn bè và người thân của mình cùng xem nhá. Đừng tiết kiệm gì, hãy ấn một nút này để ủng hộ của em nhá. Xin chào và hẹn lại các anh chị và các bạn.